Mình không thể chờ đợi buổi diễn tập thêm nữa. Không ngờ cậu ấy lại viết một bản tình ca. Mình không biết cậu ấy có thể làm được như vậy đó. Jacob viết tình ca sao? Chào các cậu. Chào Jacob. Chào Olivia. Tôi yêu Dream Boy. Người hâm mộ kia, lối này trước khi bọn chúng thấy chúng ta. Các cậu ấy có fan hâm mộ sao? Không phải fan bình thường, toàn là những người thích la hét thôi. Bọn họ sẽ ganh tị nếu biết ca sĩ chính của Dream Boy viết bài hát đó cho Olivia. Không biết cậu ấy sáng tác nhạc theo tên của cậu thế nào nhỉ? Mình có cách để tìm ra nó. Nhìn nè, tài liệu nhạc của Jacob. Chúng ta không nên mở đâu, đó là chuyện riêng tư mà. Đúng vậy. Nhưng nếu cậu ấy làm trên tờ sáng tác thì mình sẽ nhặt lên và đọc thử xem để biết mà. Đọc cho mình nghe nữa. Là một bản tình ca. Các cậu nghe lời bài hát nè. Các cậu. Cô gái xinh đẹp nhất tôi từng gặp mặt, rất dễ thương và vui tính. Không phải là người thông minh nhất, nhưng lời tạm biệt sao mà khó nói. Mùa hè đẹp nhất đời tôi là được ở bên em. Suzy duy nhất của lòng anh. Suzy. Có thể cho cậu ấy không tìm được từ nào dần với tên của Olivia. Còn nữa nè, mình không muốn nghe nữa. Mình để quên tập tài liệu nhạc rồi. Cảm ơn cậu, Andrea. Cảm ơn sao? Sao cậu dám? Cậu viết một bản tình ca về Suzy. Cậu không thèm nhắc đến tên của cậu ấy một lần nào cả. Kỹ năng viết nhạc của cậu cũng tệ như sự lãng mạn của cậu vậy. Sao cậu có thể dám nhìn mặt bọn mình sau mọi chuyện chứ? Mình làm việc với động vật còn tốt hơn cậu nhiều. Nhưng mà mình sẽ xóa hết mọi liên lạc của cậu trong điện thoại của Olivia cho coi. Xóa hết. Giờ cậu muốn nói gì với Olivia phải thông qua mình. Kiểm tra điện thoại của cậu đi. Tốt quá, lấy lại tài liệu rồi. Bọn mình đang nói chuyện và mình nghĩ cậu nên nói cho mọi người biết Suzy chính là con cún của cậu. Cún sao? Con cún nhà mình tên là Suzy. Nhanh lên Jacob, chúng ta phải đi rồi. Bolivia. Bolivia, nó dừng với tên Olivia đó. Giờ cậu có thể viết theo rồi đó. Con gái đúng là kỳ lạ mà.